Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Quân Ly Khai và Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa bị quân đội Cộng sản chặn tại miền Trung khi trên đường tiến quân về Hà Nội. Kính thưa quý vị, cuộc phản công quy mô của quân đội Cộng sản Việt Nam thuộc quân khu 5 nhằm đánh chiếm khu vực Quảng Trị, tỉnh có đường biên giới nhấp Lào đã làm chấn động dư luận trong hơn một tuần qua. Được biết với mục tiêu tiến quân về Hà Nội để giải phóng Việt Nam trước sự cai trị chuyên chế độc tài của Nguyễn Phú Trọng, quân đoàn dân chủ ly khai, vốn là các sĩ quan, binh sĩ quân khu 7 và 9, quay đầu cùng lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đã đánh chiếm được khu trung tâm tỉnh này trong chiến dịch Bảo Lửa biên giới và giờ đây đang vấp phải sự phản công khốc liệt của quân khu 5. Diễn biến tiếp theo của trận chiến đầy bi hùng này ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, theo các thông tin quân sự chúng tôi thu thập được. Tính chung từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 vừa qua, cả ở hướng Nam, Đông Nam, Bắc, Đông Bắc, trên toàn khu vực thị xã liên quân diệt hơn 200 binh lính đối phương bắn cháy một xe tăng, nhưng cũng bị thương vong 126 người và để mất khu trại giam và Mỹ Tây. Trong hai ngày, ngày mùng 9 và ngày mùng 10, liên quân diệt hơn 518 binh lính đối phương, nhưng cũng bị thương vong 216 người. Đêm 11, quân ly khai tăng cường vào thành tiểu đoàn 3E48 có khoảng 201 người và 70 tân binh. Ngày 12, trời mưa to, lũ lớn hạn chế nhiều đến việc tăng cường lực lượng, quân số vật chất kỹ thuật cho thị xã. Liên quân vì tự do sau 4 ngày liên tục tấn công, lấn chuỗi, quân đội Cộng sản vẫn chưa chiếm được thành. Nhưng 6 tiểu đoàn thuộc hai trung đoàn đặc nhiệm đã áp sát ba góc thành, Nam, Đông Nam, Đông Bắc. Tiểu đoàn 5 E95 và tiểu đoàn 7 M18 chiến đấu quyết liệt, dằn co với đối phương từng khu vực, góc tường, mảnh vườn. Kết quả trong ngày, quân ly khai và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa diệt 123 lính, bắn cháy một xe tăng, bị thương vong 34 binh sĩ. Rạng sáng ngày 12, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, quân khu 5, từ ngã tư Quang Trung, Trần Hưng Đạo, mở cuộc tấn công vào khu vực chợ Quảng Trị. Trận chiến đã diễn ra quanh khu vực chợ dọc theo đường Trần Hưng Đạo ra đến bờ sông. Hai bên đã quần thảo nhau quanh các đống bê tông đổ nát mà quân tự do đã biến thành các điểm kháng cự. Cuối cùng, tiểu đoàn này của quân Cộng sản đã chiếm được mục tiêu. Sau đó, khai triển đội hình tiến chiếm khu hành chính và tiến sát đến dinh chủ tịch tỉnh nơi một đại đội của quân ly khai đang bố trí quân quanh khu viên để cố thủ một mũi nhọn khác của tiểu đoàn 2 quân khu 5 với đại đội 4 làm nỗ lực chính thanh toán các chốt phòng ngự dọc hai bên đường Phan Đình Phùng. Sau đó tiến đánh và triệt hạ các chốt bố trí tại cơ quan hành chính và tòa án tỉnh Quảng Trị. Thanh toán được các mục tiêu trọng yếu đại đội 4 và đại đội 5 của tiểu đoàn 2 quân Cộng sản đã tấn công vào khu vực tòa hành chính tỉnh nơi một trung đoàn quân sự tự do đặt bộ chỉ huy. Do các chốt bảo vệ xung quanh đã bị quân đội Cộng sản triệt hạ, nên bộ chỉ huy quân tự do tại đây đã phải rời ra hướng đông. Vào một giờ sáng, Tham mưu Phó Hồ Long Châu, quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa lệnh cho Đại tá Nguyễn Việt, chỉ huy trưởng Thành, ra ngay ngang biều để cùng sư phó, sư đoàn 325 tổ chức lực lượng còn lại của trung đoàn bộ binh 18 vào phản kích trong thành. Tiểu đoàn 7 E18 đã vào thành chiến đấu. Từ hướng Đông Nam, quân đội Cộng sản tiến sát khu chùa Bà Năm, khu trại giam, chợ. Từ hướng Nam, họ vào khu Mỹ Tây, trường nữ. Liên quân chống trả quyết liệt, vẫn giữ vững các chốt, nhưng bị thương vong nhiều. Mặt trận B5 điều một đại đội xe tăng đến Nhan Biều để làm công sự cố định bắn chi viện sang thành, nhưng sau đó do khó khăn địa hình nên chưa bố trí được ngay. Bốn ngày, dùng bộ binh liên tục từ ba hướng tấn công vào, nhưng quân khu năm vẫn không chiếm được thành. Họ quay ra củng cố công sự và bao vây thành từ ba phía, đồng thời điều cả xe tăng phun lửa liên tục tấn công vào các chốt của liên quân chốt chiến đấu của quân tự do thậm chí có điểm chỉ cách địch 50 m Sau khi dùng xe tăng phun lửa dữ dội vào các chốt phòng thủ, quân đội Cộng sản tấn công vào thành. Tiểu đoàn phòng thủ liên quân lúc này chỉ còn gần 20 tay súng, quyết tâm thực hiện lời thề danh dự, K3, Tam Đảo còn thành quản trị còn. Với hỏa lực, lựu đạn, nổ súng đánh trả quyết liệt vào đội hình của quân Cộng sản, và khiến họ phải rút chạy. Hai giờ chiều, một toán khác vào thành từ góc Đông Nam liên biệt các tay súng của đại đội chính quân đi khai đánh bật ra. Đến 18 giờ, lợi dụng đúc trời, chạm vạn tối, từ ba góc, quân khu 5 lại tiếp tục mở đợt tấn công dữ dội vào thành. Được sự chi viện của K-8 và các tay súng của E-48, sư đoàn 320, tiểu đoàn đã ngoan cường chiến đấu, đánh bật quân đội Cộng sản ra khỏi thành sau khi đánh bật đối phương tại khu vực Bệnh viện Quân Dân Y, Quảng Trị và trường Bồ Đề, quân đội Cộng sản khai triển lực lượng tiến về phía vào khu trung tâm thị xã Quảng Trị. Để tiến vào khu vực này, tiểu đoàn đặc nhiệm chim ưng phải triệt hạ cùng kháng cự của đối phương ở sở công an. Tiểu đoàn này đã phải vượt qua con suối với cây cầu bắt ngang đường Trần Hưng Đạo. Binh sĩ Cộng sản dùng mìn Claymore cột vào những cây tre dài vượt qua suối lúc nửa đêm và bấm nút đã làm bật tung những ổ hỏa lực và DKZ của quân ly khai đặt trong những lô cốt phòng thủ. Tiếp theo đó là những đợt xung phong ồ ạt, từng trung đội tràn lên ném lựu đạn vào các cụm công sự chiến đấu của quân tự do và chỉ trong thời gian ngắn đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương tại đây. Chiếm được khu vực sở công an, tiểu đoàn đặc nhiệm tiến chiếm các vị trí ở quanh nhà máy điện trường nữ tiểu học, doanh trại công an. 4 giờ sáng ngày 13, quân Cộng sản tập trung lực lượng tổng công kích từ ba hướng được chi viện tối đa hỏa lực của không quân, pháo binh, xe tăng, súng phun lửa các loại. Ở hướng đông của thành cổ, bốn đại đội của tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 đã dàn hàng ngang đồng loạt xung phong tiến về hướng Tây tập kích sở chỉ huy K1, E48 Quân Ly Khai và chiếm một góc khu Đông Bắc thành cổ. Các chốt của quân hậu duệ Việt Nam Cộng hòa còn lại tiếp tục chiến đấu trong ngày, mặc dù sức chiến đấu đã giảm, quân số bị thương vong nhiều, lực lượng K8, tiểu đoàn 3E48 mới vào cũng đã bị tổn thất nặng, lực lượng trung đoàn bộ binh 18 vẫn chưa đến được nơi quy định để vượt sông vào thành. Trong đêm, quân Tự do đã phát kích dữ dội vào đội hình của hai tiểu đoàn 3 và 6, quân khu 5 để yểm trợ cho lực lượng đang cố thủ ở đây chuẩn bị rút lui. Gần rạng sáng, các đơn vị quân cộng sản đồng loạt xung phong, những tổ kháng cự của quân Tự do đã chống trả mạnh nhằm giữ chân quân khu 5 cho đồng đội rút lui. Cũng trong đêm, các chỉ huy của quân Tự do trong thành nắm lại tình hình thấy quân cộng sản đã chiếm một số gốc thành cổ, cho nên họ đã phải cho rút lui chiến thuật với việc ưu tiên thương binh đi trước, tiếp đến các lực lượng tiểu đoàn ở xe, rồi đến các đơn vị trực thuộc, cuối cùng là sở chỉ huy thành K2, E48, K8, vệ binh, trinh sát bảo vệ đội hình rút, ban chỉ huy trung đoàn hỗn hợp cùng đội vệ binh rút cuối cùng vào nửa đêm 14, rạng ngày 15 tháng 7 vừa qua. Trung đoàn 18, sư đoàn 325 được lệnh dừng lại, không vượt sông sang phản kích nữa mà nhanh chóng triển khai lực lượng phòng thủ tả ngạn sông Thạch Hãn, khu vực Nhan Biều, Ái Tử. Sau thời gian đánh chiếm được quản Trị, quân tự do phải rút lui khỏi thành cổ, riêng trung đoàn Triệu Hải, tức trung đoàn 27 thuộc lực lượng quân ly khai dân chủ, với 1.500 quân đưa vào thành cổ cố thủ là đơn vị tổn thất nặng nhất các chốt chiến đấu vòng ngoài đều bị phá hủy. Trung đoàn 48B thuộc Sư đoàn 390 Quân Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa đơn vị chiếm giữ trung tâm thị xã cũng đã bị thiệt hại hơn 80% quân số. Sau khi quân tự do rút quân về các mật cứ ở cùng biên giới với Lào, quân đội Cộng sản tuy ngăn được đà tiến quân của quân tự do về phía Bắc và chiếm được thành nhưng cũng phải trả giá đắt. Để chiếm lại thành, chỉ riêng Sư đoàn 3, quân khu 5 trong tuần cuối trận đánh có 3.658 binh sĩ thương vong, chiếm 25% tổng quân số. Tổng thương vong là hơn 5.200, chiếm 35% quân số. Các đơn vị chính quy cũng chịu thiệt hại nặng tương đương. Tổng quân số tử trận của các đơn vị lên tới 7.756 người, hàng ngàn lính khác bị thương. Rạng sáng ngày 14 tháng 7, hai tiểu đoàn 3 và 6 đặc nhiệm chim ưng của quân Cộng sản từ các vị trí vừa chiếm được trong thành đã bung ra lục soát và đánh các chốt còn lại của quân Ly Khai. Theo thống kê phía quân Cộng sản, trong 10 ngày cuối của trận chiến tại trung tâm thị xã Quảng Trị, có 2.767 binh sĩ quân Ly Khai và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã chết, 43 bị bắt sống. Hai tiểu đoàn mới vào thành, K3 và K8 cũng đã tổn thất nặng, riêng tiểu đoàn 4 trung đoàn 95 vào thành chiến đấu có quân số gần đủ với 167 binh sĩ, sĩ quan và nhiều vũ khí, khí tài mạnh. Sau đó đã chết trên 100 người, bị thương trên 700 người tính cả số bổ sung từng ngày và lúc rút ra chỉ còn 12 người chưa bị thương vong. Cả hai bên đều bị tổn thất lớn sau trận đánh này. Trong suốt thời gian chiến đấu dưới những làng mưa đạn pháo rất nặng nề của đối phương, tính trung bình cứ 4 lính quân khu 5 có một người tử trận. Tính đến ngày chiếm được thành, về quân số, quân khu 5 bị tổn thất trên 5.000, trong đó có 3.658 lính tử trận, một sĩ quan quân đội Cộng sản giấu tên nhận xét. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Nga dốc toàn lực trên hai mặt trận, chặn mũi phản công của Urena. Tổng thống Nga Saki cho biết Nga đang nỗ lực tối đa để ngăn chặn bước tiến của Ukraine ở miền Nam và miền Đông. Các lực lượng Nga ở khu vực phía Nam và phía Đông đang đầu tư mọi nguồn lực để ngăn chặn các binh lính của chúng ta. Cứ mỗi nghìn mét tiến công, mỗi thành công của từng lữ đoàn chiến đấu của chúng ta đều xứng đáng được trân trọng. Toàn bộ trọng tâm của chúng ta là ở tiền tuyến. Tổng thống Nga Saki nói trong bài phát biểu hàng đêm hôm ngày 14 tháng 7. Tổng thống Nhansaki cũng cho biết sẽ có thêm các cuộc đàm phán với các đối tác quốc tế sau khi ông trở về từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Lithuania. Chúng tôi sẽ không giảm hoạt động quốc tế dù chỉ một ngày, đặc biệt là liên quan đến công thức hòa bình, đảm bảo an ninh Trorena trên con đường gia nhập NATO và các thỏa thuận với các đối tác về vũ khí cho Ukraine cũng như các biện pháp trừng phạt Nga Ông Zelensky nói thêm. Tại hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 11 năm 2022, Tổng thống Zelensky đã nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm nhằm chấm dứt xung đột Nga và Ukraine. Tuy nhiên đề xuất này không nhận được ủng hộ của Nga. Trong cuộc họp báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 14 tháng 7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenko cho biết quân đội Ukraine đã không thành công trong nỗ lực tấn công theo hai hướng. Trong khoảng thời gian 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã không thành công khi tiến quân theo hướng Donetsk và Liman, người phát ngôn nói. Tướng Konashenko xác nhận các lực lượng Nga đã đẩy lùi 16 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực Donetsk trong ngày qua. Ở hướng Donetsk, 16 cuộc tấn công của đối phương đã bị đẩy lùi thành công trong 24 giờ qua nhờ các hoạt động phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị từ nhóm chiến đấu phía Nam tại các khu vực gần các khu định cư Belugo ở Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng. Zasevo, Vesi Luzia, Ranogo Majinka và phía Tây Lechayaska thuộc Cộng hòa Nhân dân Đông Nét tự xưng, ông Konashenko cho biết. Theo người phát ngôn, tổn thất của Ukraine trong 24 giờ giao tranh lên tới 280 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới, một hệ thống pháo cơ giới RAP do Ba Lan sản xuất, một lựu pháo D-20 và một radar phản pháo AN trên TPQ-36 do Mỹ sản xuất. Tướng Konashenko tuyên bố các lực lượng Nga cũng tấn công các đơn vị quân đội Ukraine ở khu vực Rassi, Liman, hạ khoảng 90 binh sĩ Ukraine ở khu vực này. Có tới 90 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, một xe tăng, ba phương tiện chiến đấu bọc thép, ba phương tiện cơ giới và hai pháo D-30 đã bị phá hủy trong 24 giờ qua, người phát ngôn nói thêm. Người phát ngôn cho biết các lực lượng Nga đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraine và vô hiệu hóa một nhóm thám báo của đối phương ở hướng Kasni Liman trong 24 giờ qua. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn chính gốc két của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và Ugagan, đồng thời phá hủy 14 máy bay không người lái của Ukraine trong một ngày. Ngoài ra, lực lượng Nga đã phá hủy kho nhiên liệu của quân đội Ukraine ở khu vực Zaporizhia phía nam tại khu vực định cư Ospanoska ở Zabogosia, một kho chứa nhiên liệu cho khí tài quân sự của Lữ đoàn Bộ binh Thủy quân Lục chiến số 36 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy. Tại các khu vực gần các khu định cư Riatashino và Alessandro, Sutino ở Cộng hòa Nhân dân Đông Nách tự xưng và Ogasho thuộc vùng Zabogosia, ba sở chỉ huy của các lữ đoàn cơ giới số 22 28 và 65 của quân đội Ukraine đã bị loại bỏ, người phát ngôn Bộ quốc phòng Nga cho biết. Trong một diễn biến tiếp theo, hé lộ nhân vật tóc xám mà ông Putin muốn thay thế ông Trùm Quayner, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất với các thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Quayner về việc thay thế ông Trùm Zegany Bigozin bằng một chỉ huy cấp cao khác. Theo báo Cô Massan trong cuộc gặp hôm 29 tháng 6 với các chỉ huy quay nơ sau vụ nổi loạn bất thành của lực lượng này. Tổng thống Putin đã nói với họ rằng trong số nhiều lựa chọn mà ông đưa ra cho họ, có một lựa chọn là tiếp tục chiến đấu cho Nga dưới sự dẫn dắt của một chỉ huy trực tiếp khác của họ. Ông Putin không nêu danh tính cụ thể của người này mà chỉ đề cập đến biệt danh tóc xám. Họ sẽ được dẫn dắt bởi người từng là chỉ huy thực sự của họ từ trước đến nay. Nhiều người đã gật đầu khi tôi nói điều đó. Ông Putin nói trong cuộc họp kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với 35 chỉ huy của Quayner, trong đó có ông Trùm Zegani Bilgin. Theo tài liệu trừng phạt của Liên minh châu Âu EU và các nguồn thảo tin khác, tóc xám dường như là biệt danh của ông Eray Joshi, một đại tá người Nga đã nghỉ hưu, đồng thời là thành viên sáng lập và giám đốc điều hành của quayner bộ tài chính pháp cho biết tên liên lạc của jesse là đòi theo tiếng nga nghĩa là tóc xám một trong số các cộng sự của ông là mitchy uskin cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt của tình báo quân đội gru và là một đồng sáng lập quayner ngoài ra ông jesse cũng làm việc với các chỉ huy quayner khác là alexandr sergivich và Engay. Bogato